cô dì chủ bác xa gần lại trở lại với cái cuộc cửa hàng xe máy kinh đoàn. Vâng, lần đầu tiên cho phép anh Hiền thay mặt cửa hàng xe máy kinh đoàn gửi lời tri ân, gửi lời cảm ơn chân thành nhất để tặng quý anh chị em bạn bè khách hàng đã luôn đồng hành ủng hộ xe máy kinh đoàn. Và đặc biệt ngày hôm nay, những ngày cuối tuần, mặc dù thời tiết là ở Sài Gòn và Bình Dương rất chi là nắng nóng luôn, nhưng mà mọi người vẫn đội nắng đến đây để mua xe ủng hộ. Không biết nói gì hơn, chỉ biết nói hai chữ cảm ơn. Và nếu như kia bạn bè đang quan tâm dòng xe máy cũ nào, thì đừng quên địa chỉ số nhà 465 và 471 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Dương 4, phường An Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Và điện thoại liên hệ của cửa hàng xe máy công đoàn 0967424911. Em nhận xin phép được nhắc lại 0967424911. Vâng, em nhận xin phép được chậm để anh chị em bạn bè dễ tiện theo dõi và liên hệ nhé. Và cũng như mọi hôm, ngày hôm nay là chủ nhật của buổi dự báo cuối tuần, nên em xin kính chúc tất cả bà con những cái ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui ấm áp yêu thương bên gia đình, và đặc biệt là luôn được an yên một người đúng mọi người. Và nếu như quý anh chị em bà con đang quan tâm tất cả các dòng xe máy cũ này, đang có ý định đổi xe hoặc là đang muốn tìm hiểu về xe máy kinh đoàn, thì đừng quên xuống đây tại địa chỉ cửa hàng 465471 đường Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Dương 4, phường An Bình, thành phố Di An để cùng theo dõi và ủng hộ em Hiền nhé. Bây giờ thì không để làm mất thời gian quý bà ngọc của anh chị em bạn, em Hiền sẽ bắt tay vào review xe nhé mọi người. Vâng, và ngày hôm nay thì còn rất nhiều xe tại cửa hàng. Những chiếc xe ngày hôm qua về và chưa bán được, và những chiếc xe ngày hôm nay vừa về, thì miền cũng xin phép tranh thủ quay luôn để bà con ngày mai chủ nhật rảnh rỗi tham khảo và lựa chọn nhé. Anh ơi, con này là FI chưa? Đầu nồi zin đời bao nhiêu? Vâng, và đầu tiên em Hiền sẽ review cho anh chị em bà con một chiếc Future màu vàng đồng kết hợp với cà phê sữa bánh mâm thằng đĩa luôn. Xe này là hiệu phun xăng điện tử cuối 2016-2017 nhé. Đời lốc xám là đời sau cùng rồi. Một chiếc xe Future FI phun xăng điện tử cao cấp cuối 2016 này. Màu này màu xám lông chuột kết mà hợp với màu đồng 60B567199, và xe này đầu nồi còn đi nguyên con, và xe thì vừa mua của cả mua của khách xài luôn, là chưa dọn tuốt này, ở đây là còn trầy trước đôi chỗ lơ thơ nhá. Cái miền quay chi tiết dàn ngoài là cũng có trầy trước đôi tí, nhưng mà quan trọng nhất là máy móc còn zin và đầu nồi còn zin. Và quý anh chị em bạn bè lưu ý nhé, tất cả quý anh chị em bạn bè đến mua xe tại cửa hàng bên em Hiền đều được test thử, được chạy thử và thậm chí cho thầy thử đến test luôn nha. Cho có chính sách bảo hành từ 6 tháng 1 năm, bình đê 6 tháng và cho chạy miễn phí trong vòng 1 tuần. Quý anh chị em bạn bè mua xe 10 triệu đi tuần không ưng ra đổi chiếc xe khác, vô tư thoải mái luôn. Và nếu như bán lại xe thì lỗ 10 phần 5 xe. Đây là nguyên tắc làm việc của cửa hàng xe máy Thanh Đoàn. Mình cứ nói một lần, nhiều khách hàng mới vào không biết, nên là ngày nào em Hiền cũng nói đi nói lại, thì chắc chắn là một số anh chị em bạn bè mà giống như đã theo dõi kênh xe máy Thanh Đoàn lâu thì hơi nhàm chán, nhưng mà cũng mong mọi người thông cảm nhé. Tại vì sẽ có những vị khách mới vào, thì em Hiền xin phép nhắc về cái tiêu chí mua bán tại cửa hàng để anh chị em bạn bè dễ tiện theo dõi nhé. Vâng, và Future, em Hiền xin nhắc lại Future FI phun xăng điện tử cao cấp bánh mâm thắng đĩa luôn nha, màu vàng đồng kết hợp với cà phê sữa nhá, với mức giá để quý anh chị em bạn bè 15.800.000 đồng, rất chi là rẻ luôn. Và lưu ý luôn, tất cả những xe miền báo giá đây là sát giá rồi không bớt, mong chị em bạn bè thông cảm và bỏ qua nhá. Future FI phun xăng điện tử đầu nồi zin bao test bao chạy, ra ngoài có trầy nhẹ một vài chỗ, ai ở xa không mua được đặt cọc em Hiền sẽ ship xe về, ai ở gần đến đây mua xe mà ai chưa đủ tiền ưng đặt cọc trước một vài hôm ghé lại cũng được. Đó, và xe này em Hiền bán giá 15.800, có trầy nhẹ cái cạc nên mọi người thích em Hiền sẽ giảm tuốt qua nhá. Vâng, và tiếp tục đây em Hiền sẽ review một chiếc quay rửa đích bánh mâm thằng đĩa 83P341822, một chiếc xe đăng ký 2018-19 phiên bản mẫu cũ nhưng mà đẹp giống như 2020, và thậm chí nhiều con 2020 thua em nó luôn, tại vì xe mới chạy được 7.411 km mà thôi. Đầu nồi còn zin đét và xe màu đỏ kết hợp với màu đen nhám, không thể nào hoàn hảo hơn nha bà con, cô dì chú bác xa gần ơi. Với mức giá để quý anh chị em và bà con, quay Rx 16.800.000 đồng, một chiếc xe quá đẹp quá liên lạc và giá cũng cực kỳ hợp lý luôn.
Em Hiền chưa bao giờ tự hào rằng xe máy tài xe máy tính đoàn giá rẻ chất lượng tốt, nhưng em Hiền khẳng định với tất cả quý anh chị bạn bè rằng tất cả quý anh chị em bạn bè mua xe đều có những cái tiêu chí đưa ra mà em Hiền nghĩ rằng rất chi là phù hợp đối với tất cả anh chị em bạn bè, đặc biệt là giống như là câu trả lời hoàn hảo cho tất cả những ai đang có ý định mua xe cũ, ví dụ sợ mua phải xe giấy tờ giá này, ví dụ sợ mua phải xe làm máy rồi, xe luộc đồ rồi, hoặc là xe tai nạn. Thì em Hiền nói luôn, trong quá trình quay xe em Hiền sẽ nói rõ xe nào làm máy, xe nào rin, đặc biệt nói không với xe tai nạn, và đặc biệt hơn nữa đã là xe cũ thì không thể nào hoàn hảo 100%. Nhiều khi em Hiền chạy thử không sao, bà con được xuống đây mua xe chạy thử không vấn đề gì, đùng một cái về trục trặc thì đã xuống đây được đổi miễn phí, được bảo hành, nên yên tâm và thoải mái, không phải lo nghĩ. Chưa bao giờ mua xe cũ lại dễ dàng như tại xe máy Thanh Đoàn anh chị bà con. Ở đây em Hiền không phải quảng cáo cho vui, cho hay để câu like, mà em Hiền nói được em Hiền làm được, đúng không anh chị em bạn bè? Đó là cái được tại xe máy Thanh Đoàn nhá. Tất nhiên rằng là trong cả ngàn người mua xe thì cũng có khách này khách kia, nếu như một số khách chưa hài lòng thì mong bà con cũng bỏ qua và góp ý chân thành nhất cho xe máy Thanh Đoàn để được hoàn thiện hơn. Và cái chưa được tại xe máy Thanh Đoàn em Hiền cứ túng tự nhận thấy được là cái vấn đề về nghe điện thoại. Thật sự mà nói luôn là một mình em Hiền vừa bán vừa quay xe vừa tiếp khách, thậm chí vừa đi lấy xe về luôn, nhiều khi khách hàng gọi chồng lên nhau em Hiền không trả lời kịp hoặc không nghe kịp thì mong bà con cũng thông cảm và bỏ qua nhé. Quay Redix 16.800.000 đồng, xe này cực kỳ chuẩn và đẹp, quan trọng nhất đầu nồi còn đinh đó mọi người, cô chú ở đây thoải mái lựa chọn nhé. Và mình không phải quảng cáo cho vui mà mình quay hình ảnh trực tiếp đây, người thật việc thật, che thật cửa hàng thật, không lo một cái gì nhá. Với mức giá 16.800.000 đồng, cùng làm với em Hiền một phép tính sơ sơ, mua mới mẫu xe này bây giờ 29 năm đến 30, thậm chí là 31 triệu. Còn tại thời điểm em Hiền bán chiếc xe đẹp thế này chỉ có 16.8, tội gì không mua, tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, đúng không ạ? Vâng, và nếu như ai đang là fan hâm mộ của Future phun xăng để thử đời 2019-2020 và xe siêu cọp thì đến ngay tại xe máy Thanh Đoàn để nhanh tay chốt đơn con Future này giúp em Hiền, với phải nói là xe này không đẹp thì không có con nào đẹp hơn nữa rồi. 77F156932. Đó, xe này mà xấu thì không có con nào đẹp hơn nha bà con, rất là mới và đẹp luôn. Đây em Hiền sẽ quay ký từng con đóc cho bà con cùng xem này. Riêng nhà em Hiền mua xe ở đây nha bà con, nếu như trầy ở đâu mọi người yêu tốt thì em Hiền nói tốt, còn trường hợp xe nào trầy quá thì mới giảm lại thôi. Còn lại là mua ở đây đa số là trao đổi các dòng xe máy cũ, nên là khách hàng nhiều khi khách vừa đổi chưa ra khỏi tiệm đã có khách khác mua luôn, nên là yên tâm, không sợ bùa hay là không sợ thuốc, không sợ giảm tốt đi nha. Mà có giảm tốt em Hiền cũng nói luôn, vâng, giá công khai để quý anh chị bà con với mức giá 27.500.000 đồng một chiếc Future, phải nói là đẹp như xe mới, 2.947 km nha, nói không với tua đồng hồ nhá, màu đỏ đen nha bà con nhá, mua mới bây giờ cũng 34, 35, 36 triệu, tôi gì mua tiết kiệm được gần 10 triệu đồng, rước con này ngay và liền. Em Hiền có hỗ trợ sang tên đổi chủ, có hỗ trợ trả góp cho bà con cô dì chú bác xa gần luôn, nên yên tâm thoải mái nhá. Và đặc biệt nếu anh chị em bạn bè đang là những cái khách hàng mà ví dụ như là đang điều kiện khó khăn, thì ví dụ mua xe 10 triệu thiếu 1-2 triệu, em Hiền sẵn sàng cho thiếu nhá, nhưng bà con nhớ trả lại cho em Hiền, tại vì hiện tại bây giờ cái số lượng chứng minh với giấy tờ phải sắp hoàn đóng luôn. Có dịp em Hiền sẽ quay cho bà con xem cái số dư nợ tài khoản xe máy Thanh Đoàn. Nhiều khi lòng tốt của mình đặt sai chỗ một phát coi như là dính đòn liền, nhiều khi bán xe lời 1 triệu cho thiếu 3 triệu coi như là khách không đến lấy là mất tôi cả 3 triệu luôn bà con nhé. Tiếp tục đây là một chiếc Vision 35B2 62995, màu đỏ, một trong những màu được rất nhiều anh chị em bạn bè tin tưởng tìm kiếm và lựa chọn. Vision màu đỏ in nắp nguyên con với mức giá để quý anh chị em và bà con 26.500.000 đồng, xe đẹp như mới cuối 2019-2020, chiều quả thông minh cao cấp nhé. Và đây một chiếc Click đầu nồi zin xe xấu không đẹp, có bê sứt một vài chỗ, lát em Hiền quay luôn, bánh mâm vô 3 triệu đồng với mức giá để quý cho bạn bè 6.800.000 đồng, 59L25019 nhé. Đây có trầy trước bên này một tí xíu thôi nha bà con, Click với mức giá 6.800.000 đồng. Tiếp tục đây em Hiền sẽ review một chiếc Way Alpha đời 100, đời 2015-16, xe lốc có 6 này. Đó, nhưng mà đầu nồi còn zin và đặc biệt máy là còn zin đét theo xe. Bao mọi người test chạy thử 38P116986 với mức giá để quý anh chị bà con 11.500.000 đồng. Xe ở đây báo đúng giá không bớt, mong anh chị em bạn bè thông cảm nhé.
Và đây một chiếc Jupiter cuối 2019-2020 66S137824, một chiếc xe dán keo nguyên con từ đầu tới chân chưa lột lần nào luôn. Đẹp như mới, đẹp xuất sắc và màu cũng cực kỳ đáng yêu luôn. 21.500.000 đồng. Và tiếp đây là một chiếc Novo 5 11.000.000 đồng nhá. Bà con quan tâm chốt đơn, màu trắng đen cực kỳ đẹp luôn. Cái này là Phu Trờ GT, đầu nồi làm máy êm bánh mâm thắng đĩa nhá. Chính chú ký giấy sang tên nhanh gọn lẹ với mức giá 21.000.000 đồng. Bao hỗ trợ sang tên đúng chú cho bà con. Đó, Liberty 14.000.000 đồng. FP phun xăng điện tử, xe cực kỳ đẹp luôn nha bà con. Đó, nếu mọi người quan tâm thì chốt đơn nhá. Tại cửa hàng xe máy Thanh Đoàn, những chiếc xe miền vừa quay ở đây thì còn rất nhiều xe để mọi người tham khảo và lựa chọn. 67G153826 nhá. Ai ưng con nào cứ mạnh dạn chốt, tại vì xe về là rất là nhiều nhưng mà cũng đi rất nhanh luôn nhá. Tiếp tục là một chiếc xe 94K165193, một chiếc xe cực kỳ mới và đẹp luôn, phải nói là khó tìm được chiếc thứ hai. Đó, AB125FI phun xăng điện tử cao cấp, màu đỏ đen bánh mâm thắng đĩa, đẹp như mới luôn, với mức giá 29.500.000 đồng, phiên bản chìa khóa lớn chứ phải chìa khóa bếp ga nhá, nói rõ ràng. Và đây em Biển xin phép đăng và bán lại chiếc xe này, phải nói là bỏ cọc bán lại, đặt cọc 2 triệu, khách chưa lấy em Biển xin phép đăng lại để bán nhá. AB125ABS đời 2020, biển số thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, với mức giá để quý anh chị em, bà con, cô dì chú bác ra gần 81.000.000 đồng. Xe mới chạy được mấy ngàn cây số, rất đẹp và mới luôn. Đó, rất mới và đẹp thưa bà con, cô dì chú bác ra gần nhé. Có hỗ trợ trả góp luôn, với những chiếc xe như thế này thì mình đưa trước tầm 30 đến 35 triệu là góp được rồi nha bà con. Rất mới và đẹp luôn nhé. AB cuối 2018 này, màu đỏ đen này, với mức giá để quý cho bạn bè 27.500.000 đồng. Chiếc xe mang biển 66N1 2886, với mức giá 27.500.000. Và đây một chiếc ẹc 71C3 25198, xe là có trầy trước nhá, dàn ngoài có trầy trước nhưng mà đây toàn bộ in 3D, máy móc êm, đầu nồi còn zin đét luôn, đời 2017-18 luôn, với mức giá để quý anh chị em bà con 23.500.000 đồng, sở hữu ngay một chiếc ẹc 150 đó, màu đen nhám in 3D và vô cặp mâm vàng cực, cái này là sơn lại mâm tuyến tính nhưng mà vô nhá, mâm zin nhưng mà sơn lại màu vàng để hợp với cái này, không phải là dán trùng mà là in 3D cao cấp luôn nhá. Đó, quý anh chị em bà con quan tâm chốt đơn 23.500.000 đồng nhá. Ở đây em Hiền có một chiếc Attila đời 2015. Xe phải nói là đẹp siêu phẩm luôn nha, rất mới và đẹp. Với mức giá 10.000.000 đồng nhá. 36B461283, 10.000.000 đồng cho một chiếc Attila 2015. Đồng hồ đời mới sau này, nó khác nhá. Đó, và nếu mọi người cảm thấy hơi đắt đó thì mình chọn những chiếc xe chỉ có 8.500.000 đồng, cũng đời 2013 nhá. Và đây một chiếc Acelo 10.500.000 đồng, đầu nồi còn zin luôn nha bà con. Đây một chiếc Đai Lần đây, biển số 38 Hà Tĩnh quê ta ơi, đầu nồi làm rồi chưa ché máy dứa máy êm và bao không có sôi nước nha, có bảo hành luôn, 14.500.000 đồng. Đó, tiếp tục mọi người cùng theo chân em Hiền đây, còn rất nhiều xe ở đây để phục vụ nhu cầu. Ngày hôm nay thì em Hiền đã chốt được cũng khá khá rồi, tầm khoảng 15 chiếc xe. BCX này là bó cọc lần 1 là có cọc lần 2 liền, và cọc lần này thì 10.000.000 luôn nên chắc chắn là không bó rồi. Tiếp tục đây em Hiền sẽ review một chiếc Novo 5, phải nói cực kỳ đỉnh luôn. Novo 5 bao nhiêu tiền anh ơi? Rất là mới và đẹp luôn nha. 13.800.000 đồng một chiếc Novo 5 2015. Đó, chỉ có trầy nhẹ cái cá ngày mai trơn lại thôi. 93P164594. Con này 35 không lấy về à? Đó, màu caro rất là đẹp và mới luôn nha bà con. Mới và đẹp luôn nha. Novo 5 rất mới và đẹp nha. Để quý anh chị em bà con với mức giá 13.8. Nói chung là tiền nào có đó thôi. Hiện lát này đây mình sẽ quay những cái chiếc xe rẻ hơn cho bà con nhá. Jupiter 2021 ai có mua ủng hộ em không ạ? 86C204213. Xe chưa đi luôn này, mới tướng này, quá mới luôn, rất mới nhá. Cái này khách dán lên cho đẹp thôi, 22.000.000 nhá, xuất sắc luôn bà con, mới tinh luôn. BCX đã bán rồi. Đó, da nớt siêu cọp 2019-2020 này,
phiên màu bào đó đô mâm màu đen này, cuộc màu đen luôn. Nói chung xe này giống như xe mới, xe này xấu thì không biết xe nào là đẹp nữa bà con nhé. Rất là mới và đẹp, đặc biệt vô rất nhiều inox luôn. Với mức giá để quý anh chị em và bà con, ra nớt biển số 63B375603. Đó, rất mới và đẹp nhé. Với mức giá để quý anh chị em và bà con 20 triệu đồng nhé. Phụ trợ 24.500.000 đồng. 2019 bánh mâm thắng đĩa luôn, màu xám lông chuột, 24.500.000 đồng. Ai quan tâm chốt đơn đúng không em Hiền nhé. Rất mới và đẹp, FP full xăng điện tử luôn, 61C194598 nhé. Hồ sơ thì tầm khoảng 800 đến 1 triệu thôi. Đó, cái hẹp này thì đang làm hồ sơ góp, không biết có đậu không. Đó, NVX thì ngày hôm nay em cũng bán còn một chiếc 155 thôi, 27 năm. Ở đây là một chiếc Novo 6 16 triệu đồng. Xe có trầy nhẹ nhá, thì em miền mai thì tuốt qua cho bà con. Đầu nồi còn đi luôn. Chiếc xe mang biển số 60B730717 nhá. Ở đây Winner V1 em miền còn rất nhiều luôn này. Bà con quan tâm con nào thì lựa ủng hộ em nhá. Đó, em này là 2019 này, biển số này là 81B248214 với giá là 275. Em bên này là 2019 mâm màu vàng đồng, 68D155979, 29.500.000 đồng một chiếc Winner màu vàng đồng. Và đây em này là 25.500.000 nhá. Đó, và bên này em Novo này là chưa chốt này, 8.500.000 đồng. Novo kiếng 8.500.000 đồng nhá. Rất đẹp luôn. AB125 27.500.000 này, cuối 2017-18 nhá. Xe dán keo nguyên con, 83P322378 này. Bên em Hiền có hỗ trợ sang tên đổi chú cho bà con cô gì nhá. Ra nớt 17.500.000 cuối 2017-18 này, 66M134845 nhá. Đó, xe này màu trắng sữa rất đẹp. AB mới này, 2014-15 luôn, 62L121603. Toàn bộ dán keo vừa lột nhá. Đó, rất lột ra bây giờ đẹp như xe mới luôn. 21.500.000 đồng. 21.500.000 đồng nha bà con. Đây, rất mới và đẹp luôn, 21.500.000 đồng một chiếc AB cực phẩm luôn. NVX 27.500. Màu đỏ, một trong những màu được rất nhiều anh chị bà bè quan tâm. Và đặc biệt xe này là inox từ đầu tới chân, 68E147300. Đó, và đây một chiếc Vision biển số Thành phố Hồ Chí Minh, chính chủ ký giấy sang tên nhanh còn lẹ, 14.500.000 đồng. Lấy chỉ con AB đi em coi luôn, 59G140062. Và ai đang là fan năm mùa của mô tô Kimco thì chốt đơn 13.800.000 đồng một chiếc mô tô mang biển 61 này, E169475 nhé. Bà con quan tâm chốt đơn ủng hộ em. Acelo siêu cọp 12.500.000 này, thậm chí là 10.500.000 cũng có. Novo 5 cọp rồi, 12 năm nhé bà con. Đó, một chiếc siêu rớt 7.500.000 đồng biển số Thành phố Hồ Chí Minh. Bô hơi kêu một tí, bô giống như là người ta làm bô nổ, vết 3 FI này, màu vàng, 14 năm nha bà con. Ngoài ra tại cửa hàng rất nhiều luôn. À, ngày mai chủ nhật ai rảnh rỗi ghé cửa hàng ủng hộ nha. Vision này, Vario 150 này, con Janus này cực phẩm luôn này, 38L122/68 nhá. Đó, rất nhiều xe đẹp đây, màu đẹp nha bà con. Vision này, rất nhiều Vision đẹp tại cửa hàng, Vario đẹp, màu đỏ, màu đen, màu xanh có hết nha bà con. Em Winner này là 26.500.000 màu đen nhá. Ơi, em làm gì đấy? Ừ, con chào mọi người đi. Mọi người mua xe ủng hộ mẹ con. Ừ, chiều quá đây. Cao cao còn rất nhiều nhá. Hai em này là 1000 cây 2020-21 hết này, 1000 cây 2020-2021 hết nhá, 45 triệu đồng. Đắt rẻ hay không thì mọi người cũng có thể tham khảo qua xem mới để biết rõ hơn nhá. Đó, em này là Rider Sunker 79V129287 nhá. Đó, 23 triệu đồng. Đó, Rider 34.500.000 đồng, mâm màu đỏ luôn, 86B8 34 năm. Còn mẫu AB thì đây còn rất nhiều luôn nhá.
tha hồ cho bà con tham khảo và lựa chọn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành ủng hộ nhé. Chúc mọi người buổi tối thật nhiều niềm vui, an yên và hạnh phúc nhé. Xin chào tất cả và hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo nhé.